Du học Mỹ và ước mơ được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp là ước mơ của hầu hết các bạn sinh viên. Nhưng cánh cửa này thì không được rộng mở một chút nào. Tuy nhiên năm 2016 này, Mỹ đã rộng mở hơn với những bạn sinh viên theo học khối ngành STEM vì các bạn ấy sẽ có cơ hội được ở lại làm thêm lên 17 tháng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với sự tư vấn của chị Tăng Phương Thảo để tìm hiểu thêm STEM là tên viết tắt của những ngành nào, cơ hội phát triển của ngành này sẽ ra sao các bạn nhé. Chào chị Thảo, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về cơ hội việc làm của cái khối ngành STEM tại Mỹ năm 2016. Vậy chị có thể nói rõ hơn về khối ngành STEM, nó bao gồm những cái ngành nào trong đó để giúp các bạn học sinh có một cái định hướng nghề nghiệp rõ hơn? Du học Mỹ khối ngành STEM, sinh viên quốc tế nhiều cơ hội việc làm không chỉ ngay tại Mỹ mà còn có thể tìm được cái công việc tại bất kỳ cái quốc gia nào trên thế giới với một mức lương rất là cao. Thì theo thống kê thì Mỹ chiếm khoảng 37% sinh viên quốc tế du học theo khối ngành này. Theo sau là các nước Anh Quốc 26%, Canada là 25% và Úc là 21%. Nhóm ngành STEM bao gồm những nhóm ngành liên quan chủ yếu đến các ngành như là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Thì từ năm 2010 đến ngày nay thì càng gia tăng cái số lượng du học sinh quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam lựa chọn các ngành học STEM. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Bâu thì vào ngày 18 tháng 6 2015 thì hơn 50% sinh viên quốc tế du học ngành khối ngành STEM tại các trường cao đẳng và đại học của Mỹ. Thì rõ ràng là sinh viên đến học tập các ngành STEM tại Mỹ sẽ được học tập trong một môi trường học tập chất lượng và đẳng cấp. Lợi thế của một số nước phát triển nhất thế giới về các ngành học trong nhóm ngành STEM, Mỹ tạo cho sinh viên những cái cơ hội thực tập, tiếp xúc với những cái công nghệ cao, ứng dụng và nguồn tài nguyên dồi dào liên quan đến chuyên ngành. Được học tập với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực cũng là cơ hội để học sinh nâng cao cái kiến thức của mình. Thưa chị, hiện tuần qua cái bộ phận tuyển sinh của Tân Đại Dương đã nhận được những cái thắc mắc của một bạn có tên là Ngọc Thảo. Thắc mắc của bạn như sau. Em tên Nguyễn Thị Ngọc Thảo, hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có dự định đi du học Mỹ và định cư ở lại làm việc nhưng vẫn chưa tìm hiểu được là nên lựa chọn cái ngành nào dễ dàng định cư. Em gửi thư đến chương trình, hy vọng anh chị có thể tư vấn giúp em được không? Em dự định năm sau sẽ du học tại Mỹ, em xin cảm ơn. Cái câu hỏi về việc làm sau khi tốt nghiệp cũng như là vấn đề định cư là một câu hỏi được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm. Thì những bạn nào có nhu cầu thì chúng ta hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ của chị Thảo nhé. Chào Ngọc Thảo, thì về cái thắc mắc của em trong cái việc chọn lựa ngành học đã dễ dàng trong cái việc mà ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Thì hiện nay thì sinh viên quốc tế học khối ngành STEM ở Mỹ sẽ có rất là nhiều cơ hội làm việc, không chỉ ngay tại nước Mỹ mà còn có thể có cơ hội tìm được một công việc rất là tốt với một mức lương cao tại bất kỳ cái quốc gia nào trên thế giới. Hơn thế nữa thì du học khối ngành STEM dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2016 vì sẽ được ở lại Mỹ sau khi du học ngành STEM tăng thêm 17 tháng. Theo cái quy định mới nhất từ ngày 10 tháng 5 2016 thì sinh viên tốt nghiệp ở mức độ STEM có thể được gia hạn cái thời hạn làm việc thêm 17 tháng. Thì điều luật này cũng đã góp phần thúc đẩy cái sinh viên quốc tế tới học tập tại Mỹ. Có nghĩa là tăng thời gian visa Mỹ từ 12 tháng cho đến 29 tháng theo cái dạng on the job training. Thì những cái thay đổi trong chính sách này đã nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của sinh viên và du học sinh trên toàn thế giới. Theo cái nhìn nhận của các nhà giáo dục thì điều luật này có tác động đẩy mạnh sự cạnh tranh của nền giáo dục Mỹ trên thị trường giáo dục toàn cầu thông qua việc tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế trong việc đăng ký các cái khóa đào tạo tại đây. Thì sinh viên thi học khối ngành STEM sau khi tốt nghiệp được ở lại làm việc thêm 17 tháng. Vậy thì cái việc mà cung có vượt với cầu nhiều quá hay không thưa chị? Chị có thể nói rõ hơn về cái nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai cho cái khối ngành STEM này. Thì với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu làm việc liên quan đến cái khối ngành STEM ngày càng lớn, đòi hỏi cái ngành giáo dục cũng phải có những cái thay đổi để đáp ứng cái nhu cầu xã hội. Giáo dục STEM có thể tạo ra những con người đáp ứng được cái nhu cầu công việc của thế kỷ mới, có tác động lớn đến với sự thay đổi nền kinh tế đổi mới. Thì theo US Department of Labor, Bộ Lao động của Mỹ, thì tốc độ tăng trưởng việc làm trong khối ngành STEM khá cao. Đến năm 2020 thì nhu cầu việc làm về toán học, máy tính,
cũng như là phần mềm kỹ sư thì lần lượt tăng từ 16%, 2%, 32% và kỹ sư là 62%. Thì ngoài ra theo các công ty giới thiệu việc làm dự đoán đến năm 2025 thì cái nguồn nhân lực cần có trong khối ngành này sẽ cần đến con số là 10 triệu lao động. Tuy nhiên ngày nay thì rất là ít sinh viên Mỹ theo đuổi cái chuyên ngành, chuyên môn trong các lĩnh vực STEM, và đây chính là cái cơ hội tốt cho sinh viên quốc tế du học khối ngành này, đặc biệt là sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước Mỹ. Cái cơ hội việc làm dành cho cái khối ngành STEM theo như chị chia sẻ thì rất là nhiều và rộng mở, và một thắc mắc xoay quanh là cái mức lương cũng như là cái cơ hội thăng tiến dành cho những cái bạn học sinh theo cái ngành STEM này thì như thế nào, thì chị có thể chia sẻ rõ hơn. Theo cái báo cáo của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ thì sinh viên tốt nghiệp khối ngành STEM có tỷ lệ việc làm cao hơn và mức lương cao hơn so với các chuyên ngành khác. Như vậy, theo các phân tích phía trên thì du học sinh quốc tế khi hoàn thành khóa học tại Mỹ trong khối ngành STEM, cơ hội việc làm cho các bạn sẽ không chỉ ngay tại nước Mỹ mà các bạn hoàn toàn có thể tìm được một cái công việc tốt tại bất kỳ quốc gia nào. Thì xu hướng du học ngành STEM tại Mỹ đang là xu hướng được một số lượng lớn các bạn sinh viên quốc tế đang rất là ưa chuộng và sẽ còn tiếp tục tăng cao trong ít nhất là 30 năm nữa. Cái chương trình học theo như cái khối ngành STEM này thì khá là hấp dẫn, và cái tính chất định cư cũng như cái khả năng kiếm được việc làm rất là cao, thăng tiến nhanh và mức lương cũng nghe nó rất là hấp dẫn. Thì vậy thì cái trường nào có đào tạo các ngành trong cái khối ngành STEM này, vậy chị giới thiệu cho tất cả các bạn vài thông tin của các trường để cho các bạn thêm cái sự lựa chọn, thêm cái sự tham khảo. Thì như lúc nãy tôi cũng có chia sẻ ở trên thì cái xu hướng du học khối ngành STEM tại Mỹ đang là xu hướng được một số lượng lớn các bạn sinh viên quốc tế đang ưa chuộng và quan tâm và có cái cơ hội làm việc tại bất kỳ quốc gia nào. Thì sau đây là những trường đào tạo khối ngành STEM. Thứ nhất là trường đại học Nebraska ở Lincoln. Thì trường đại học này thành lập vào năm 1869 và đã được tổ chức Carnegie Foundation cho vào danh sách trường đại học nghiên cứu Research University. Trường đại học Nebraska Lincoln cũng là thành viên thuộc Hiệp hội các trường đại học công lập. Vào ngày 15 tháng 2, 2011, nhà trường đã tổ chức lễ kỷ niệm 142 năm thành lập trường rất là lớn. Vào năm 1896 thì trường là duy nhất và đầu tiên tại khu vực sông Mississippi được chứng nhận cấp bằng tiến sĩ trong lĩnh vực vật lý. Trải qua hơn 100 năm thành lập và phát triển thì trường đã xây dựng cơ sở vật chất rất là hiện đại, bao gồm các phòng thí nghiệm lớn, các phòng chức năng phục vụ giảng dạy. Trường đại học Nebraska Lincoln đang là trường đại học quốc gia tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và con người. Trường thứ hai tôi muốn chia sẻ đối với các bạn là trường đại học University of St. Thomas. Trường đại học St. Thomas được thành lập vào năm 1947 như là một trường công giáo dành cho cả nam và nữ với cộng đồng sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Trường tọa lạc trong khu vực dân cư xinh đẹp tại St. Paul, thủ đô bang Minnesota. Khuôn viên an ninh xinh đẹp gần với sân bay và cả hai khu đô thị St. Paul và Minneapolis hướng ra sông Mississippi, hai thành phố song sinh thì rất là nổi tiếng về sạch sẽ, văn hóa và chi phí sinh hoạt thấp trong một môi trường Trung Tây thân thiện. Trong hơn 15 năm qua thì trường đã được US News and World Report xếp vào các trường hàng đầu ở miền Tây Hoa Kỳ. Trường thứ ba là Iona College. Iona College là trường cơ đốc giáo Hoa Kỳ đào tạo hệ đại học tại New Rochelle, New York, được thành lập vào năm 1940. Học viện có khoảng là 4.300 sinh viên theo học. Iona cung cấp hơn 40 chuyên ngành khác nhau, một số đề tài phụ, bằng thạc sĩ, chứng chỉ trong nhiều môn học. Lĩnh vực được giảng dạy như báo chí, khoa học, tâm lý học, truyền thông đại chúng, nghệ thuật tự do, quản trị kinh doanh, bao gồm quản lý, kế toán, marketing. Cao đẳng Iona là hội viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học tiên tiến về kinh doanh. Trường cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây là trường Bay State College. Trường Bay State College được thành lập vào năm 1946 với sứ mệnh là đào tạo ra các kỹ sư ngành hàng không, trải qua hơn 60 năm hoạt động. Giờ đây Bay State College đã có đầy đủ các chuyên ngành mà ở đó sẽ đào tạo ra hàng nghìn nguồn nhân lực hàng năm. Và trường tọa lạc tại thành phố Boston được công nhận rộng rãi là nơi tốt nhất dành cho sinh viên cao đẳng. Với hơn 250.000 sinh viên tại 50 trường cao đẳng và đại học thì cả thành phố Boston giống như một trường học khổng lồ. Bay State College nằm ở vị trí trung tâm Boston giữa những con đường nhiều cây cối, những ngôi nhà gạch và những tòa nhà
chọc trời, cho phép sinh viên của chúng tôi thường thưởng thức việc mua sắm, những nhà hàng, viện bảo tàng, các buổi hòa nhạc và cuộc sống về đêm mật nhất. Thì hy vọng với cái những chia sẻ thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp ích cho tất cả các bạn trong việc lựa chọn ngành học phù hợp để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội cũng như tìm kiếm cái cơ hội cho chính bản thân mình được làm việc và sống tại Mỹ sau khi tốt nghiệp. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.